cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay đã khởi tố 1.038 bị can, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy là hơn 28.000 tỷ đồng trong chuyên án truy xét bí số VN10. Kết quả chuyên án truy xét số VN10 đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chặt đứt 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh thành phố, khởi tố 1.038 bị can, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan, chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy là hơn 28.000 tỷ đồng. Thời gian qua, số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hàng năm đều tăng. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố đã phát hiện khám phá 1.924 vụ, 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, so với cùng kỳ tăng 645 vụ, 50,43%, tăng 2.141 đối tượng, 79,03%, thu giữ hơn 324 bánh heroin, gần 500 kg ma túy tổng hợp các loại, 4 quả nổ, 30 khẩu súng, 168 viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan. Kết quả này cho thấy nỗ lực của các lực lượng chuyên trách trong phát hiện đấu tranh các đường dây tội phạm ma túy, đồng thời cũng phản ánh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là một trong những đơn vị đi đầu phát huy vai trò toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, triển khai phong trào chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã phường không tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời đã luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành đơn vị tiêu biểu trong nhận diện đúng chúng tội phạm, tiên phong đổi mới tư duy, dũng cảm, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, liên tiếp lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, mang tính điển hình, lan tỏa trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Tiêu biểu là chuyên án truy xét số VN10, khám phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không, phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 2023. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố đã phát hiện với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển phát nhanh nội địa về thành phố Hồ Chí Minh cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phố. Lực lượng Công an thành phố đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu cầm đầu, trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần khẩn trương, mưu trí sáng tạo, sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như bản lĩnh, tính nhân văn sâu sắc, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Tiếp tục thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại thư khen ngày 11 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương liên quan, đẩy mạnh đấu tranh, chuyên án, mở rộng các vụ án ma túy có liên quan, tiếp tục triệt phá 182 nhánh và phân nhánh của đường dây tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, khởi tố 502 bị can, xử lý hành chính 86 đối tượng, thu giữ hơn 156 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu làm rõ số tiền hơn 25.000 tỷ đồng các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy. Với thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, ngày 26 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có thư khen đối với Công an thành phố Hồ Chí Minh, giữ vững cường độ đấu tranh truy xét các đường dây tội phạm về ma túy có liên quan với phương châm không chỉ đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu cầm đầu, xử lý triệt để đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an. Chỉ hơn 3 tháng từ khi nhận được thư khen, Công an thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lần theo dòng chảy của ma túy, khởi tố thêm 536 bị can trong 168 đường dây tội phạm về ma túy có liên quan. Kết quả đến nay, Công an thành phố đã chặt đứt 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh thành phố, khui từng vỏ bọc của các ông chủ ma túy, khởi tố 1.038 bị can, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng.
ngăn chặn nguồn ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, liên quốc gia. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy của Công an cấp huyện đã thực sự chuyển mình từ công tác chuyển hóa địa bàn, triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, căn hộ, chung cư, khách sạn. Nhiều đơn vị cấp quận đã phát hiện, truy xét, triệt phá nhiều tuyến an ninh ma túy lớn mà trước đây chỉ do các đơn vị cấp phòng thực hiện. Điển hình như Công an quận Gò Vấp và Công an quận Tân Phú phát hiện, triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không chỉ dừng lại, xử lý các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an hai địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, truy xét tội phạm đến cùng, tập trung truy xét từ các tài liệu chứng cứ thu thập được để làm rõ nguồn cung cấp ma túy cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, Công an quận Gò Vấp đã ra dựng triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động có yếu tố nước ngoài, liên tỉnh, liên quận, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ gần 17 kg ma túy các loại. Công an quận Tân Phú cũng đã ra dựng được đường dây cung cấp ma túy, làm rõ triệt phá 4 nhánh và 5 phân nhánh đầu dưới tiêu thụ ma túy, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng, tang vật thu giữ gần 3,81 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Không chỉ dừng lại ở kết quả nêu trên, Công an quận Tân Phú và quận Gò Vấp đã kịp thời trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đặc điểm tương đồng trong phương thức, thủ đoạn, hoạt động, cất giấu ma túy của hai đường dây tội phạm về ma túy nêu trên để cùng phối hợp đấu tranh chung chuyên án. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, tập trung, xuyên suốt, quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia phá án từ cá nhân đến cấp chỉ huy, cùng tư duy mới trong cách phối hợp, thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, lực lượng phối hợp đấu tranh chuyên án đã triệt phá 17 nhánh và 9 phân nhánh của đường dây tội phạm về ma túy, khởi tố tổng cộng 61 bị can, xử lý hành chính 14 đối tượng, đồng thời làm rõ được đối tượng chủ mưu cầm đầu và tập trung lực lượng để phối hợp truy xét bắt giữ. Chiến công trên đã kịp thời ngăn chặn hơn 42,6 kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xã hội, lưu giữ 4 khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, 1 lựu đạn, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn quận Tân Phú, Gò Vấp nói riêng. Đây là minh chứng cho việc đổi mới tư duy đấu tranh với tội phạm về ma túy, truy xét cả đường dây tội phạm từ kết quả đấu tranh xử lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, sự phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ khác, không kể địa giới hành chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy có tính chất xuyên quốc gia. Cùng với nhiều chiến công xuất sắc khác trong thời gian vừa qua, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng đẹp thêm trong lòng nhân dân.